Xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ trở lại với video mở hộp máy Vivo V7. Máy này thì nó là đàn ra sao Vivo V7 LED, màn hình nó nhỏ hơn một chút. Mình sẽ cho các bạn xem ha. Đây là cái hộp máy nè. Đó. Đặc biệt nó sẽ vì cái này nó hình nó là 16, mùa của nó chỉ là 5.7 thôi, còn V7 Plus là 5.99 6 inch đó. RAM con này là 4GB 32 ROM, còn V7 Plus là RAM là 4GB mà bộ nhớ của nó đến là 64GB lại ha. Và cái thứ ba đó là dung lượng pin, thì pin của con V7 này nó chỉ là 3000 thôi, còn V7 Plus nó là 3225 mAh. Rồi mình sẽ mở hộp nó ra. Đây là máy này các bạn. Máy nó sẽ còn nguyên siêu, trong cái siêu như thế này. Đó. Còn giờ mình sẽ mở cái hộp ra có gì bên trong ha. Đây là cây lấy sim. Còn dưới đây là nó sẽ là cái ốp lưng. Ốp lưng silicone tặng kèm, sắt hướng dẫn sử dụng. Ốp lưng trong suốt ha, dẻo. Còn đây là tai nghe. Sạc. Tai nghe có chữ Vivo này. Sạc. Đây là adapter sạc. Adapter này thì cái nguồn ra của nó là 5V 2A. Đó. Rồi, 5V 2A khá là ok. Sạc nếu mà trong máy này thì cũng nhanh, khoảng 3000 nhận khoảng là gần 2 tiếng nó mới đầy. Bây giờ mình sẽ mở máy lên nè. Đây, mở máy ra cho bạn coi bên trong nó có gì. Màn hình nó nhỏ, cầm nó gọn tay hơn so với con Vivo V7 Plus. Đó. Đây là thiết kế bên hông là nút nguồn tăng giảm âm lượng, giờ anten, đèn flash, camera sau. 16 chấm camera trước là 24 chấm ha. Con này dùng để chuyên selfie. Đây là cổng tai nghe, mic, loa ngoài, cổng sạc. Ở bên hông này thì nó sẽ có cái cây sim thẻ nhớ ở đây nè. Nó sẽ có cái thẻ nhớ này các bạn. Màu đen nên nó sẽ đồng bộ hơi khó thấy. Rồi mình sẽ ngỡ màu máy lên. Nó lên rồi, thiết lập điện thoại mới nha. Máy này có tính năng vân tay và nhận diện khuôn mặt luôn. Rồi, đây là giao diện của máy. Thì các bạn muốn sử dụng thì vuốt vuốt lại thôi, chứ nó không có thêm gì hết, đâu có phải là điện ghê hay điện này điện ngang vô là nó vô luôn, chứ nó không có phải vô cái nút ứng dụng như một số dòng của Samsung. Rồi, thấy không, bên này nó sẽ có nhiều tính năng của máy khá là hấp dẫn. Tính năng này mình sẽ nói một phần khác, còn này hôm nay mình chỉ hỗ trợ về mở hộp thôi. Rồi ok ha. Đó, mình mở hộp ra cho các bạn xem video bên trong rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã cùng với bên tay này các bạn. Rồi, chào các bạn ha.